Trong lần cứu nạn tàu BD97490TS, dù trong đêm tối và thời tiết xấu, nhưng cán bộ nhân viên tàu đã khẩn trương lên đường tìm kiếm. Tàu bị nạn ở cách xa vị trí tàu kiểm ngư đang trực gần 100 hải lý. Khi đến thì trong cái điều kiện sóng to, gió lớn, cái việc tiếp cận để làm dây cứu nạn tàu cá gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cuối cùng thì bằng mọi biện pháp thì chúng tôi đã tiến hành tiếp cận thành công, chuyển phao áo cá nhân và cứu nạn tàu cá Bình Định 97490TS đưa về đảo Song Tử Tây an toàn. Mới đây, tàu cá QNA90839TS cùng 52 ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 15 hải lý, bất ngờ bị hỏng, phải thả trôi. Sau khi nhận được tin, tàu kiểm ngư 469 đã tiếp cận tàu cá và cứu kéo thành công. Trong quá trình là bị sóng to gió lớn thì trôi dọc trên biển khơi tại vùng biển Trường Sa, nhờ tất cả có đội tàu kiểm ngư 469 đã le dắt tàu và 52 thuyền viên này cũng đã bị tử tại chỗ sóng tử một cách hoàn toàn, và trong đó có một thuyền viên là chủ Nguyễn Ngọc Lăng cũng 56 tuổi thì cũng đã bị nẹt đó, gì đó cũng nhờ y tế bác sĩ đã giám sát tôi thay mặt cho tất cả các anh em trong tàu cũng như thay mặt gia chủ phương tiện và thuyền trưởng xin cảm ơn đội tàu kiểm ngư. Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, tàu kiểm ngư 469 còn làm tốt việc tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản để khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không báo cáo và không theo quy định. Tuyên truyền tới bà con, chúng ta là truyền tải được cái thương lượng thông tin nhiều nhất tới bà con, để làm sao được bà con biết được, hiểu được cái chính sách, pháp luật của nhà nước về khai thác đánh bắt thủy sản. Tức là không, ví dụ như để bà con hiểu được không ra vùng biển nước ngoài đánh khai thác này, không sử dụng các loại chất cấm trong khai thác thủy sản, góp phần cho cái nghề khai thác thủy sản chúng ta để trong ổn định và để hướng cho cái khắc phục, để khắc phục cái rút cái cảnh cáo thẻ vàng ấy của châu Âu. Đồng hành với ngư dân, tuyên truyền cho ngư dân về pháp luật và tuân thủ quy định khai thác hải sản cũng là cách hiệu quả để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ của lực lượng kiểm ngư.